Xin kính chào quý vị nhà đầu tư ạ. Trong quá trình AZFIN chăm sóc và hỗ trợ khách hàng trên chặng đường đầu tư thì chúng tôi ngoài những câu hỏi như nên mua gì, bán gì thì chúng tôi cũng thường xuyên gặp những câu hỏi như kiểu anh có 1 tỷ, anh nên phân bổ như thế nào? Hoặc có những câu hỏi như kiểu ôi mã này tăng nhiều quá, chị có nên all in không? Và chúng tôi nhận ra rằng ngoài việc tìm kiếm doanh nghiệp tốt để đầu tư thì phân bổ danh mục cũng là một cái kỹ năng quan trọng để một nhà đầu tư có thể đảm bảo được cái hiệu suất đầu tư của chính bản thân mình. Và quý vị đang đến với chương trình AZ Talk số 1 với chủ đề phân bổ danh mục đầu tư. Tôi xin phép tự giới thiệu, tôi là Hà Giang, hiện tại là trưởng phòng phân tích và tư vấn đầu tư của AZFIN Việt Nam. Và đồng hành cùng với tôi hôm nay là một gương mặt rất là quen thuộc với anh chị, những người đã follow AZFIN lâu năm là anh Đặng Trần Phục, founder và chủ tịch hội đồng quản trị của AZFIN Việt Nam. Vâng, hiện tại thì chúng tôi, nếu mà nói về những câu hỏi của nhà đầu tư thì những câu chuyện của nhà đầu tư thì nó cũng chỉ xoay quanh ba câu chuyện thôi. Thứ nhất, cổ phiếu lãi mua ít. Thứ hai là cổ phiếu lỗ lại mua nhiều. Xong lại có những câu chuyện như kiểu mang hệ tâm linh, bán xong cổ phiếu nào là cổ phiếu đó tăng, hoặc là cùng danh mục nhưng tỷ trọng khác, và cuối cùng thì cái hậu quả nó cũng là thua lỗ hoặc số lãi khiêm tốn so với chỉ số index chung của thị trường. Vậy thì anh Phục có thấy cái thực trạng này đang ngày càng nhiều trong cái tầng nhà đầu tư, đặc biệt là đối với nhà đầu tư F0 khi mới tham gia thị trường không ạ? Vâng, thực sự là cái vấn đề này nó diễn ra với đa phần các nhà đầu tư. Thực ra là có thể nói là với gần như với toàn bộ luôn ấy. Thì ngay kể cả những nhà đầu tư có 15 năm kinh nghiệm đi chăng nữa thì cũng thường bị vấp phải một trong ba cái yếu tố ở trên đây. Thì rất nhiều nhà đầu tư quay với tôi cái tài khoản. Đó là tài khoản còn vài cổ phiếu lẻ thì ô nó lãi vài trăm phần trăm. Còn những cái tài khoản mà chiếm tới cổ phiếu chiếm 7-80% thì lại thua lỗ hoặc là lợi nhuận rất là thấp. Đó. Rồi là hay là các cái tâm lý liên quan đến cứ bán xong cổ phiếu thì nó lại tăng ầm ầm. Đúng Mà rồi. giữ thì nó lại không tăng. Đó. Rồi là danh mục tỷ trọng thì cùng thì một cái danh mục đưa ra. Thì tôi có một anh bạn ở tổng giám đốc của một quỹ đầu tư thì anh cũng chia sẻ. Anh chia sẻ rằng cùng thì một danh mục như vậy. Nhưng mà nhân viên của anh thì lợi suất rất khác nhau. Có người được 100%, có người được 500%, có người chỉ được 30% thôi. Đó thì đấy là một cái vấn đề mà rất nan giải, nếu chúng ta giải quyết được vấn đề này thì nó sẽ hiệu quả hơn. Vâng. Và có nghĩa là cái vấn đề ở đây là gần như là vấn đề 99% nhà đầu tư đều gặp phải. Kể cả những người mà đầu tư lâu năm cũng họ cũng có thể gặp những cái thất bại trong đầu tư khi mà họ phân bổ danh mục không được đồng đều. Và trong mỗi một cái câu chuyện này, tôi sẽ lấy một ví dụ cụ thể và có thể ở đâu đấy anh chị sẽ nhận thấy hình bóng của mình trong chính câu chuyện đấy. Câu chuyện 1, lãi nhiều mua ít, lãi ít mua nhiều. Và câu chuyện này thì xoay quanh một anh nhân vật X có thể là đại diện cho đại đa số các nhà đầu tư F0 ở ngoài thị trường. Anh này thì cũng nghe các chuyên gia tư vấn rằng là có 5 mã FPT, MWG, Vinamilk, HPG và Thủ Dầu Một là tốt lắm. Và anh đã NAV của anh là 1 tỷ, là một con số NAV cũng khá là tương đối so với một nhà đầu tư F0. Và nếu mà anh chị có thể thấy ở trên slide thì cái tỷ trọng anh dành cho Vinamilk 80%, còn những doanh nghiệp khác thì mỗi một cổ phiếu dành tỷ trọng 5%. Và sau một năm thì cái lợi suất danh mục của anh là 27%. Và nếu chúng ta so với một cái danh mục mà nếu mà phân bổ đều trong mỗi mã 20% thì cái danh mục đấy sẽ có tỷ suất sinh lời là 46%. Như vậy có thể nói rằng là với việc phân bổ danh mục như anh X thì anh ấy có một cái lợi suất chênh lệch so với lợi suất trung bình của một danh mục là 19%. Vậy thì với cái trường hợp này thì anh Phục có quan điểm như thế nào, có nhận định như thế nào? Vâng, với việc phân bổ như thế này thì thực sự là rất là mất cân đối. Thì điều này lại diễn ra rất phổ biến với nhà đầu tư chúng ta. Tôi thấy có những anh chị có cổ phiếu chủ lực mà các anh chị phân bổ đến 70-80%, trong khi các cổ khác thì chỉ là mua cho minh họa thôi. Thì khi đó thì cái trường hợp mà xác suất mà để cái cổ phiếu nó tăng mạnh nhất ấy, thì nó lại chỉ chiếm 1/5 thôi. Thì tức là xác suất để cái danh mục của anh ta có được cái lợi nhuận vượt trội thì nó chỉ chiếm 1/5 thôi. Đấy, còn các cái cổ khác thì xác suất là 4/5, tức là 80% ấy là các cổ khác có khi nó lại lợi nhuận cao hơn, thì nó khiến cho danh mục của chúng ta nó bị lợi nhuận thấp. Chính vì thế trong cái câu chuyện này ấy, thì chúng ta phân bổ danh mục cần phải cân đối một chút. Nếu yêu thích cổ phiếu nào quá thì cũng không nên phân bổ quá nhiều như như thế này. Đó, thì đấy là cái tôi nhận thấy là như thế.
thì đôi khi nhà đầu tư chúng ta sẽ có những cái ý tưởng mang thiên kiến chủ quan, vì chúng ta thích nên chúng ta mua. Nhưng mà nói thật thì đôi khi trong cuộc sống của chúng ta, cái mà chúng ta thích đôi khi nó không phù hợp với chúng ta cho lắm. Và chúng ta nên có một cái sự, có nghĩa là chúng ta nên dùng lý trí nhiều hơn trong việc đầu tư thay vì dùng cảm xúc. Và chúng ta chuyển lại sang câu chuyện thứ hai, vẫn là anh X này. Thì anh này nghe được chuyên gia nói rằng là có 3 mã Techcombank, MWG, Hòa Phát rất là tốt. NAV của anh cũng tiếp tục là 1 tỷ. Và anh thấy HPG sau một thời gian tăng rất là mạnh, anh all in hết vào HPG luôn. Lúc này thì HPG lại không tăng nữa, lại đi ngang. Xong anh lại bán, anh lại mua Techcombank, MWG. Nhưng mà thật là không may, khi mà anh bán xong HPG, Hòa Phát tăng, Techcombank, MWG lại đi ngang. Và cuối cùng thì lợi suất danh mục của anh lại trở về mức 0%. Và chúng ta tiếp tục so với một cái danh mục mà phân bổ đều ra, thì hoàn toàn là có thể thấy rằng là anh mất một thời gian dài, cuối cùng con số anh nhận vào là số 0, ít hơn cả nếp anh gửi tiền ngân hàng luôn ấy. Vậy thì với câu chuyện này thì anh có thể cho một cái nhận định như thế nào ạ? Vâng, về cái vấn đề này thực sự là nó cũng rất là nhức nhối. Tôi lấy ví dụ như này nhé. Tôi có một anh bạn năm 2000, cuối 2018, đầu 2019 thì tôi có khuyên anh ấy là mua cổ phiếu FPT nhiều vào. Nó cũng khá là tốt. Thì phân bổ danh mục là khoảng độ 30-40% danh mục. Thì anh ấy thường phân bổ khoảng độ 3-4 mã. Thì cái cổ phiếu FPT nó rất tốt thì mình phân bổ chênh hơn một chút. Thế là anh ấy cũng phân bổ như thế thật. Thậm chí là sau đó anh còn phân bổ lên đến gần 60% cơ. Đó, nhưng mà sau một thời gian anh ấy thấy cổ phiếu FPT nó tăng chậm quá. Đúng rồi, bán đi và đập vào một cổ phiếu khác. Thế là cuối cùng khi vừa bán FPT xong thì FPT nó tăng gấp đôi trong vòng có mấy tháng. Đúng rồi. Có mấy tháng chờ. Thế cuối cùng thành ra là mọi cái kết quả đều công cấp. Đúng rồi. Những mã kia khi mà những mã kia mà người anh ấy thấy break, anh thấy tăng mạnh chẳng hạn, anh ấy chuyển sang thì những mã kia thì nó lại dừng lại. Thì điều này rất nguy hiểm. Hay là một cái trường hợp rất là cụ thể khác, đó là trường hợp của cổ phiếu REIT. Rất nhiều người mất kiên nhẫn về đọc. Đúng rồi. Đúng không? Có khi kiên nhẫn đến cả năm trời hay nửa năm trời, bực quá không chịu được. Đại loại ví dụ như là năm nay đi, từ năm đầu năm 2021 cổ phiếu REIT giá đâu đó khoảng 50-52 thì nó có 3 lần lên đến 6-58-59 rồi nó lại xuống đến 50. Thì đến cái hồi tháng 7 năm 2021 này, khi thị trường điều chỉnh, cổ phiếu REIT lại một lần nữa về xuống 50 đến 52, và rất nhiều nhà đầu tư cảm thấy ức chế và khó chịu khi mà thị trường tăng mười mấy phần trăm, nhiều cổ phiếu khác tăng rất mạnh bằng lần chẳng hạn như ngân hàng. Thế là anh ta bực quá bán luôn giá 51-52. Thì khi bán luôn cái tháng 7 51-52 thì ngay lập tức chỉ đúng hơn một tháng sau giá lên đến 67 luôn. Thì đó là một cái rất là nguy hiểm. Đây là cái sự kiên nhẫn và cái niềm tin vào cổ phiếu trong phân bổ. Vâng. Thì nói chung rằng cái này là ảnh hưởng đến tâm lý. Và nhà đầu tư ấy hay có một cái tâm lý gọi là FOMO. Thấy xung quanh ai cũng lãi, mình không lãi. Thậm chí là mình lại ít so với người khác là mình cảm giác khó chịu, bực bội. Và khi mà trong trường hợp đấy, bởi vì SFIN có một cái danh mục tích sản, trong trường hợp mà cổ phiếu trong danh mục tích sản mà giảm một cái nào đấy, bản thân chúng tôi cũng nhận rất nhiều cái complaint đến từ phía khách hàng. Tại vì sao nó không tăng? Tại vì sao cổ phiếu kia tăng? Có nên bỏ cổ phiếu này ra khỏi danh mục không? Vô vàn những câu hỏi như thế. Và nó đều tự chung lại trong một chữ là tâm lý của nhà đầu tư ạ. Chúng ta chuyển sang câu chuyện thứ ba, là câu chuyện cùng danh mục nhưng tỷ trọng khác. Trong câu chuyện này chúng ta có ba anh bạn, anh X, Y và anh Z. Và anh chị có thể thấy rằng là ba anh này thì đều mua bốn cổ phiếu là MB, P&J, VicoStone và cuối cùng là FLC. Tỷ trọng của mỗi anh cũng khác nhau. Với anh X thì anh phân bổ là mỗi cổ phiếu là 25% danh mục. Anh Y thì anh dồn nhiều nhất cho MB, anh Z thì lại dồn nhiều nhất cho FLC. Và cuối cùng cái lợi suất danh mục anh chị có thể thấy sau một năm, anh X thì là 8%, anh Y là 17%. Và cuối cùng là anh Z thì chỉ có âm 2% mà thôi. Vâng, thì chúng ta có thể thấy rằng là mặc dù rổ cổ phiếu và thời điểm mua là y hệt nhau, nhưng cái việc phân bổ tỷ trọng khác nhau cũng sẽ đem lại một cái lợi suất khác hẳn nhau. Và về dài hạn thì điều này càng được khuếch đại nhờ lãi kép. Có rất nhiều anh chị có cùng một danh mục, tỷ trọng chỉ cần khác đi một tí thôi thì cuối cùng cái lợi suất nó cũng sẽ hoàn toàn khác biệt nhau. Và cái này có thể là anh Phục cũng thấy rất nhiều, và thậm chí là cả những nhà đầu tư chuyên nghiệp có thể cùng nắm một cái danh mục, những mã nó cơ bản là blue chip như nhau, nhưng chỉ cần thay đổi một tí về tỷ trọng thôi thì cái cùng performance của cái quỹ đấy cũng sẽ khác đối với những performance của các quỹ khác, đúng không ạ? Vâng, đúng là như vậy ạ.
Thì bây giờ chúng ta thường phải xác định rõ ràng rằng chúng ta có thực sự hiểu rất sâu sắc về những cái cổ phiếu đó không. Nếu mà quý vị là những nhà đầu tư lâu năm và hiểu rất rõ, rất sâu về những cái cổ phiếu, quý vị có thể phân bổ lệch một chút, rất ok. Tuy nhiên nếu mà với những nhà đầu tư thông thường ấy, thì tốt nhất hãy phân bổ đều đi, thì quý vị sẽ có một cái mức lợi nhuận nó tương đối ổn định. Đúng rồi. Tránh cái tâm lý yêu thích mà không chắc chắn về cơ sở. Đúng rồi. Đó. Thì cái việc này nó cũng thường xuyên diễn ra. Ngay cả giới đầu tư quỹ cũng thế. Cùng thì một cái danh mục của VN30, nhưng mà hai quỹ lợi suất lại khác nhau. Đúng rồi. Rồi thì huống chi là nhà đầu tư cá nhân. Đó. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là ba cái câu chuyện hoàn toàn khác nhau, nhưng mà cuối cùng cái kết quả nó cũng xem nhau cả thôi. Và ở đâu đấy ba câu chuyện đấy, chúng tôi tin rằng anh chị có thể thấy hình bóng của mình ở trong chính những câu chuyện đấy. Kể cả những anh chị đã đầu tư lâu năm cũng không thể nào tránh khỏi được những sai lầm như vậy. Và như vậy thì tại sao chúng ta nên phân bổ danh mục? Có thể ba câu chuyện đấy đã cho anh chị thấy được nguyên nhân lý do vì sao nên biết phân bổ danh mục. Và như vậy thì chúng tôi muốn nói rõ hơn là khi mà chúng ta đầu tư cổ phiếu, có hai loại rủi ro mà nhà đầu tư sẽ phải đương đầu. Thứ nhất là rủi ro hệ thống, còn được gọi là rủi ro thị trường, là loại rủi ro có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường, và rủi ro này không thể tránh bằng việc đa dạng hóa danh mục. Ví dụ như dịch Covid-19, cái tin dịch Covid-19 đã đến, và liệu mấy ai trong chúng ta nghĩ rằng vào năm 2019-2020 toàn cầu sẽ có một cuộc đại dịch này? 2020 để chúng ta nghĩ rằng là cùng lắm dịch này hết năm 2020 là hết. Và thậm chí bây giờ thì 2021 thì chúng ta cho rằng 2023 may ra chúng ta mới được mở cửa hoàn toàn. Và điều này, cái tin Covid, tin lockdown Hà Nội rồi Hồ Chí Minh các thứ đã khiến cho thị trường có những phiên giảm điểm lịch sử như tháng 1 hoặc tháng 7 vừa rồi. Và như vậy thì thường thường danh mục của mỗi nhà đầu tư trong thời điểm đấy, nhẹ thì bay lãi, nặng thì lại bị lỗ. Còn nếu mà đối với những nhà đầu tư dùng margin thì chúng tôi cũng hoàn toàn khó mà có thể tưởng tượng được cái hậu quả mà anh chị phải gánh chịu. Còn cái rủi ro thứ hai là rủi ro phi hệ thống, hay còn gọi là rủi ro cụ thể. Rủi ro này thì xảy ra ở từng trường hợp cổ phiếu. Tại vì với mỗi một doanh nghiệp, chúng ta đều có một giá trị nội tại khác nhau, có những tin tức khác nhau, có ban lãnh đạo khác nhau. Thì mỗi một cái tin nó ra, hoặc mỗi một cái sự kiện nó đến với cái doanh nghiệp đấy, thì cái giá trị nội tại của doanh nghiệp đấy cũng sẽ bị thay đổi, và điều này sẽ phản ánh hẳn vào thẳng vào giá cả. Và điều này chúng ta hoàn toàn có thể cover được cái rủi ro này bằng cái kỹ thuật đa dạng hóa danh mục. Thì ví dụ ví dụ Bầu Kiên ACB bị bắt, thì thời điểm đấy cái cổ phiếu ACB đã giảm rất là nhiều. Và đối với cả một nhà đầu tư, nếu mà họ all in hết vào ACB, hoặc cái danh mục của họ là 80-90% là cổ phiếu ACB, thời gian đấy chắc chắn họ sẽ bị lỗ. Nhưng đối với một nhà đầu tư mà họ nắm giữ cổ phiếu ACB ở một tỷ trọng vừa phải, thì cái danh mục của họ sẽ được bảo vệ hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Vâng. Với cái rủi ro hệ thống thì quý vị và nhà đầu tư có thể phòng ngừa bằng cách chúng ta hãy phân bổ tài sản một cách hợp lý. Rất nhiều người chúng tôi biết được rằng là phân bổ 100% vào cổ phiếu, thậm chí lại còn sử dụng đòn bẩy 100% nữa, tức là phân bổ 200% tài sản vào cổ phiếu. Như vậy là quá rủi ro. Kể cả quý vị có thấy rằng là nó hấp dẫn đến mấy, nó tuyệt vời đến mấy, nhưng mà nó vẫn có những cái rủi ro nhất định mà chúng ta không thể lường trước được. Đấy là rủi ro hệ thống. Thì chính vì thế cho nên quý vị hãy tùy thuộc vào cái khả năng, cái năng lực của mình, cái hiểu biết của mình, trình độ của mình về cái phân tích chứng khoán, về cái đầu tư chứng khoán, mà quý vị phân bổ một phần tài sản phù hợp vào cái kênh cổ phiếu, và không nên all in. Thì ở Việt Nam hiện nay cũng có khá nhiều kênh hấp dẫn, ví dụ kênh bất động sản thì quý vị có thể phân một phần vào bất động sản. Hoặc là nếu quý vị dự báo rằng là tương lai nền kinh tế có thể khó khăn thì quý vị có thể phân bổ vào vàng. Đúng rồi. Còn nếu mà tương lai kinh tế tốt đẹp thì phân bổ nhiều hơn vào cổ phiếu một chút đó. Còn bất động sản thì cũng rất là quan trọng để phân bổ. Còn về cái rủi ro phi hệ thống thì như Hà Giang có chia sẻ đó, thì chúng ta hãy phân bổ vào ít nhất là 3 cổ phiếu nếu mà quy mô vốn của quý vị nhỏ. Còn nếu mà quy mô vốn của quý vị lên đến chục tỷ chẳng hạn, thì việc phân bổ tốt nhất là vào khoảng 5 cổ phiếu, và cũng không nên có cổ phiếu nào nhiều hơn gấp 2 lần so với trung bình mỗi cổ phiếu. Ví dụ một danh mục 5 cổ phiếu thì trung bình mỗi cổ phiếu 20%, thì như vậy không nên có cổ phiếu nào quá 40%. Và tương tự như thế đối với mỗi ngành thì cũng không nên nhiều hơn gấp 2 lần so với trung bình của các ngành khác. Ví dụ một danh mục quý vị phân bổ làm 5 ngành đi, thì một ngành nào quý vị thấy thích nhất
hấp dẫn nhất thì cũng không nên quá 40%. Thì đấy, nó sẽ giảm thiểu cho quý vị được cái rủi ro hệ thống. Còn đa dạng vào các kênh đầu tư khác nhau thì sẽ giảm thiểu cái rủi ro cả hệ thống và phi hệ thống của chúng ta như vậy đấy. Vâng ạ. Vậy có nghĩa là chúng ta nên biết phân bổ danh mục để có thể cover được cái rủi ro phi hệ thống và một phần nào đấy là rủi ro hệ thống. Và như vậy thì chúng ta vừa mới đi qua những cái vấn đề là thực trạng và nguyên nhân tại sao chúng ta nên biết phân bổ danh mục. Và như vậy thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần chính của buổi hôm nay, nguyên tắc phân bổ danh mục. Đối với SFP thì chúng tôi có hai phần trong cái nguyên tắc này. Thứ nhất là chúng ta nên phân bổ tỷ trọng danh mục theo ngành và theo cổ phiếu. Ví dụ số lượng ngành, chúng tôi cho rằng số lượng ngành hợp lý là 3 đến 5 ngành. Và nguyên tắc ở đây là phải phụ thuộc vào độ hiểu biết, chiến lược đầu tư và tài sản quản lý của danh mục, trong khi vẫn đảm bảo sự đa dạng nhất định. Vậy em muốn hỏi anh Phục là tại sao cái số lượng ngành này phải là 3 đến 5 mà không phải là một con số ví dụ như 2 hoặc là 6, 7? À vâng, thì thông thường là chúng ta phân bổ, nói chung là phân bổ 3 đến 5 là vì như thế này. Nếu mà 1 đến 2 ngành thì nó ít quá, còn nếu mà nhiều quá thì nó lại rất là khó quản lý. Vâng. Thì ngay cả một cái, ngay cả chúng tôi là những người đầu tư chuyên nghiệp đi chăng nữa thì cái việc hiểu biết của chúng tôi cũng có hạn, chứ không thể là hiểu biết được quá nhiều ngành, đúng không ạ? Đó là về cái phân bổ ngành. Đó, thì xin mời Hà Giang tiếp tục. Vâng, và cái câu chuyện là tại sao và số lượng cổ phiếu của chúng ta thì chúng tôi khuyến nghị rằng quý vị nên phân bổ từ 3 đến 10 cổ phiếu, tiếp tục phụ thuộc vào tài sản quản lý, độ hiểu biết của mình và tính thanh khoản của cổ phiếu. Cái nguyên nhân vì sao từ 3 đến 10 bởi vì đấy là một con số khá là hợp lý. Nếu chỉ có 1 đến 2 cổ phiếu thì cái rủi ro tập trung nó rất là cao. Còn nếu mà trên 10 cổ phiếu thì nó nằm ngoài cái vòng tròn hiểu biết của mỗi cá nhân chúng ta. Ví dụ, đối với nhà quản lý quỹ, họ có thể phân bổ danh mục vào nhiều mã bởi vì họ có một đội ngũ analyst và mỗi một người nhà phân tích như thế sẽ cover khoảng 1 đến 2 ngành cụ thể. Họ sẽ luôn luôn follow được thông tin, tin tức của ngành, của doanh nghiệp mà họ phụ trách để phân tích. Nhưng mà đối với những nhà đầu tư như chúng ta, nhà đầu tư cá nhân, khi mà chúng ta có công việc chính của bản thân thì thời gian đâu để chúng ta có thể theo dõi bảng giá, theo dõi từng cái tin tức của từng loại cổ phiếu như thế, nó rất là khó khăn. Cho nên chúng tôi cho rằng số lượng cổ phiếu mà anh chị nên phân bổ trong cái danh mục của mình là từ 3 đến 10 cổ phiếu là một con số khá là hợp lý. Và cuối cùng là tỷ trọng cổ phiếu là chúng ta nên phân bổ đều, không nên phân bổ quá lệch như lúc nãy anh Phục vừa mới nói. Và đến phần 2 là nên phân bổ vào những cổ phiếu như thế nào. Bởi vì nếu mà một danh mục của chúng ta mà chỉ có những con cổ phiếu như kiểu FLC, ROS hoặc gần đây nhất là nhà của nhà Louis, thì danh mục chúng ta phân bổ 5 cổ phiếu mà toàn những 5 cổ phiếu rác, cổ phiếu lởm như thế, thì rõ ràng cái performance của chúng ta về không và thậm chí là về âm nếu mà chúng ta dùng margin. Cho nên AZFIN cũng khuyến nghị rằng anh chị nên phân bổ vào những cổ phiếu mà gồm có đáp ứng được 3 tiêu chí. Thứ nhất, lợi thế cạnh tranh, giảm phải cáo dài hạn, và thứ hai, ban điều hành có tâm và có tầm, và cuối cùng là định giá phải kết hợp được cả ba thứ như thế, chứ chỉ có hai trong ba đấy thì vẫn chưa phải là một cổ phiếu mà chúng ta nên cho vào danh mục của mình. Tại vì chúng ta là những nhà đầu tư cá nhân, những nhà đầu tư F0, chúng ta nên đảm bảo được rủi ro là đầu tiên. Nguyên tắc đầu tiên là không để mất tiền, và nguyên tắc thứ hai là nhớ lại nguyên tắc đầu tiên. Chúng ta không nên lướt sóng lướt lát hoặc theo những trader hoặc theo những nhà đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường. Họ có quá nhiều thời gian, ví dụ như chúng tôi có 8 tiếng một ngày để theo dõi thị trường hoặc để phân tích doanh nghiệp. Nhưng mà quý vị, hiện quý vị có thời gian như thế không? Đó lại là một câu hỏi, đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Không những vậy, thực sự mà đối với bất kỳ nhà đầu tư nào cũng thế thôi, đặc biệt là những nhà đầu tư thành công nhất trên thế giới hiện nay, thì họ đều phải dựa vào các cái tiêu chí như thế này để họ có thể mua cổ phiếu. Có lợi thế cạnh tranh thì cổ phiếu mới có thể tăng trưởng phát triển bền vững trong lâu dài, thậm chí lấy được thị phần của những doanh nghiệp khác. Rồi là có quản trị điều hành tốt, hay nói cách khác là quản trị công ty xuất sắc ấy, thì như vậy mới đưa cái doanh nghiệp ý liên tục gọi là phát huy cái lợi thế cạnh tranh tốt, rồi cổ đông mới có phần của mình ở trong đó. Bởi vì chúng ta đầu tư vào họ, đó là chúng ta là nhà đầu tư nhỏ, chúng ta dựa vào họ. Thế thành ra cần phải quản trị điều hành rất tốt. Và tiếp theo là về định giá cổ phiếu, phải hấp dẫn. Thì lợi thế cạnh tranh mạnh rồi, quản trị điều hành tốt rồi, nhưng phải hấp dẫn nữa, thì lúc ý mới mang lại được cái kết quả kinh doanh cao. Đúng rồi. Mỗi một doanh nghiệp phải đáp ứng được cả 3 tiêu chí như thế. Và đó chính là mới là một cái cổ phiếu mà anh chị nên cho vào danh mục của mình. Và như vậy thì đến cái phần
Có nghĩa tôi cho rằng là nhà đầu tư thì sẽ muốn nghe những câu chuyện case đầu tư thực tế, tại vì những có thể những cái gì mà chúng tôi vừa mới chia sẻ lúc nãy nó mang một tính lý hơi lý thuyết, và nhà đầu tư lại muốn nghe những câu chuyện thực tế ở ngoài đời thường cơ. Họ muốn xem người thật, việc thật. Và như vậy thì em muốn hỏi anh Phục là trong quá trình đầu tư của anh thì có một lần nào đấy, có nghĩa là anh có thể có những lần thành công vì phân bổ, nhưng mà có bài học nào đấy về việc phân bổ sai mà từ đấy anh có thể rút ra bài học cho bản thân mình chưa? À vâng. À, vào năm 2014 khi giá dầu bị sụt giảm rất mạnh thì tôi đã xin thưa quý vị là hồi đó thì tôi cũng đang gặp cảnh gọi là nợ nần, bị áp lực rất lớn, đi vay tiền để đầu tư rồi nợ rất nhiều, thế thành ra là mình mau quá, thực sự phải chia sẻ là như vậy. Và cuối cùng chúng tôi đã full margin cổ phiếu PVD 37 luôn chứ không phải là margin 11 đâu. Thế thành ra là khi full margin với giá đâu khoảng 70 chỉ vài hôm sau, nó giảm cho tôi khoảng độ hơn 2 phiên sàn, gần 3 phiên sàn. Thế như vậy là tài khoản của tôi về cơ bản đã mất 90%. Và chỉ trong vòng có 4-5 ngày mà tôi bay mất một cái con ô tô hồi đó. Thì tức là bay toàn bộ những cái gì mình đi vay mượn được. Thì đấy là một cái trường hợp phải nói rất đau đớn vì mình quá đà như thế. Và như quý vị biết nguyên tắc rồi đấy, nếu chúng ta mất 90% tài sản thì để tăng trở lại cái tài sản như cũ thì chúng ta phải tăng 900%. Thì đấy là một điều rất nguy hiểm trong cái đầu tư. Rồi là về cái việc phân bổ chẳng hạn, thì chúng tôi cũng có rất nhiều các cái trường hợp thành công. Ví dụ trong năm 2017-18 chúng tôi phân bổ khá hợp lý, thế thành ra cái lợi suất thì luôn luôn thường gấp rưỡi đến gấp 3 lần thị trường. Thông thường cái cách phân bổ của chúng tôi là phân bổ cũng gọi là tương đối đều. Còn cổ phiếu nào mà thực sự trội hơn là chúng tôi nghiên cứu rất bài bản, rất kỹ. Thứ nhất là lợi thế cạnh tranh mạnh hơn, quản trị điều hành tốt hơn, định giá rẻ hơn, trả cổ tức cao chẳng hạn, thì chúng tôi có thể phân bổ cao hơn một chút thì hiệu quả nó sẽ rất cao. Như trường hợp FPT chúng tôi phân bổ hơi cao một chút trong cái giai đoạn vừa rồi thì lợi suất khá cao. Rồi là tiếp theo có cổ phiếu Hòa Phát, giai đoạn 2020-2021 thì chúng tôi cũng phân bổ nhiều hơn một chút thì hiệu quả cũng rất cao. Rồi là những cổ phiếu ngân hàng chẳng hạn, từ đầu 2021 đến tháng 5, tháng 6, 2021 chúng tôi phân bổ nhiều hơn một chút thì cái hiệu quả nó cũng rất cao. Nhưng tuy nhiên quý vị không nên phân bổ quá lệch để như cái trường hợp PVD tôi vừa chia sẻ ở trên. Vậy thì có vẻ cái hai key mà nhà đầu tư cần phải quan tâm đến khi mà chúng ta phân bổ danh mục. Thứ nhất đó là phải tìm được doanh nghiệp tốt để đầu tư. Cái thứ hai là mang về vấn đề tâm lý nhiều hơn. Đó là chúng ta nên phân bổ nó thật sự là đều. Và nếu mà và chúng ta nên thật sự tin tưởng vào cái nội tại, giá trị nội tại của doanh nghiệp mà chúng ta đang đầu tư vào. Và nói chung, chung quy lại thì câu chuyện này là câu chuyện về kiến thức và tâm lý. Và như vậy thì chúng tôi muốn nhớ cho nhà đầu tư ghi nhớ lại những gì mà hôm nay trong buổi AZ Talk số 1 có trao đổi với nhà đầu tư. Thứ nhất, nguyên tắc phân bổ danh mục đầu tư từ ngày, số lượng ngày là 3 đến 5 ngành, 3 đến 10 cổ phiếu và nên phân bổ đều. Và chọn doanh nghiệp phải đáp ứng được đủ 3 tiêu chí: lợi thế cạnh tranh dài hạn bền vững, ban lãnh đạo có tâm và có tầm, và cuối cùng là định giá hấp dẫn. Thì vâng, và trước khi đến phần Q&A thì chúng tôi có một vài, có nghĩa hiện tại thì AZFin sẽ tổ chức những cái chương trình định kỳ hàng tuần. Thì chúng tôi muốn nhà đầu tư nắm rõ được cái lịch này. Hiện tại chúng tôi có những chương trình sau. Thứ nhất là AZ News 24/7. Với chương trình này chúng tôi sẽ tóm tắt thông tin vĩ mô cổ phiếu trọng điểm trong tuần vừa qua. Thời gian phát sóng là 8:30 đến 9 giờ sáng thứ hai trước phiên giao dịch đầu tuần. Thứ hai, chương trình thứ hai là sự kiện và con số. Chúng tôi sẽ chọn một con số quan trọng trong tuần và nó đến và đưa ra quan điểm về sự kiện liên quan đến con số đấy để giúp nhà đầu tư có một cái nhìn nó khách quan hơn. Thời gian phát sóng là từ 20:30 đến 21:00 thứ ba hàng tuần. Và cuối cùng là chương trình AZ Talk. Chúng tôi sẽ trao đổi thảo luận về một doanh nghiệp, về một ngành hoặc một chủ đề đầu tư cụ thể. Thời gian chúng tôi sẽ nhắc lại, thời gian cụ thể là 15:30 đến 16:30 thứ năm hàng tuần. Như Hà Giang cũng đã chia sẻ, đây là những cái nội dung chúng tôi sẽ làm thường xuyên cung cấp đến quý vị để có thể đầu tư hiệu quả hơn. Thì do hôm nay thì có một số cái điều kiện gọi là một số cái việc bất thường, thành ra chúng tôi xin phép là kết thúc cái buổi live stream ở đây và hẹn quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới. Và quý vị và các bạn có cần có những cái trao đổi gì thì hãy comment ở phía dưới live stream thì chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị nhé. Xin chào quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại.